bỏ luôn, bỏ lỗ luôn ha, bỏ luôn, giật bứt chân luôn, bứt chân luôn ha, bỏ luôn, đây, có hai cháu ha, hai cháu, rồi đây như thế này, bứt chân luôn, bỏ luôn, bỏ tổ luôn, đó, bỏ tổ, mình đang dư giả không, dư giả mà sao vậy, đó, đây. Hi, xin chào tất cả các bạn, muốn sửa một cái máy này thì mình phải độ lên cái này để sạc cái bình, rất là nhiều cái công đoạn mà mình phải làm. Mình không có bình thì mình phải làm như thế này ha, phục hồi bình trước rồi mình sửa cái máy này sau. Cái máy là cái inverter, rồi cái này là cái cục nguồn 12V, cây 12V là 400W, 33A. Rồi mình bắt đầu tiến hành để sửa chữa nó bằng cách là mình sẽ thay, mình sẽ đưa nó lên thành 13V để mình sạc bình cái đã. Thì để coi coi cái này đường này dặn đường nào đây, tháo mấy con ốc này ra để lấy cái tủ bít, tháo mấy con ốc ra. Rồi mình sẽ tháo cái con ốc ở trong đây ra, 4 con ốc. Con con ốc trên nữa các bạn. Đó. Đây, mình sẽ câu con bí chở ra đây ha. Giờ để mình đo thử coi. Bí chở chỗ nào? Trước tiên mình bật cái đồng hồ đo đo chuông reo để thông mạch đó. Rồi, mình sẽ đo cực gờ của con bí chở này nè. Đây nó nè, nó đó. Nó nằm ở đâu? Giờ nó nằm ở đâu đây? Đây cực gờ miếng chở nó nằm. Cực gờ của con TL41 nó nằm đây ha, và nó nối qua điện chở này. À, và nó qua đây thì mình nhở con này lên ha. À. Đảo kim lại coi. Không kêu. Rồi, một trong hai con này. À, mình sẽ nhở con này lên. Rồi mình tiếp theo đó là mình muốn mở cái này ra để mình làm nó chậm, còn nếu mình không để gì thì nó nhanh, nó nhanh lắm nha các bạn. Nhưng mà mình phải cố gắng làm sao mình làm nhanh để cho các bạn ấy, chứ còn không rồi dở lên mở 2 tụ 3 tụ ra xong rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái này ra là thôi, nằm để đây luôn, khỏi phải tháo ra. Giờ mấy con tụ mình lật ngang luôn, chơi bỏ luôn, bỏ con tụ luôn ha, bỏ tụ luôn, giật bứt chân luôn, bứt chân luôn ha, bỏ luôn. Đây có hai cháu này ha, hai cháu. Rồi đây em diễn nè, bứt chân luôn, nhổ ra, nhổ tụ luôn, đó, bỏ tụ, mình đây dư giả mà sợ gì, đó, đây ha, hai tụ nè, tôi nhìn thấy nè, đây, đây, tụ bây giờ nó ra gì hết rồi nè ha, đó,
này nó mắc để cho nó lọc tốt rồi. Rồi đây cũng được, cắt đây luôn. Mình dùng con tụ được rồi. Rồi giờ mình nói qua nè, giờ lớn luôn, tụ lớn won nha, 100 won nha, hoặc là 30-40 won cũng được ha. Mình số cộng cộng trừ 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 hàng vô. Đậy xích cái nắp à. Nếu gì không thì mình hàng cộng dây vô ha. Mình cộng dây vô. Đây nè. Phải có con tụ để nó lọc nguồn nha các bạn. Có tụ lọc nguồn. Này chế chân nè, chế chân đó này. Chế chân đó. Đây nè. Rồi, chế chân đó. Cái này làm cấp nguồn cũng được nữa nha. Rồi, chế cái chân. Xong rồi mình sẽ hàng vô. Hàng vô đây ha, cộng chân, cộng chân, cộng chân. Cộng nè. Rồi, trừ nè. Ok, nằm với cho nó nằm đậy đây không được không sao hết. Nằm đậy dưới đó đi. Rồi, còn cái này á, cái quạt á, mở lên. Cắt nó làm hai. Cắt làm hai. À. Mình gắn con 7805 vô. Hoặc là 7812 vô, hoặc là các bạn gắn điện trở, gắn điện trở 56 ohm vô, đây 56 ohm vô, 5W ha, 56 ohm, 5W, rồi mình phải cắn đây lên, điện thế cao thì nó mới hoạt động, còn nếu không thì nó hoạt động nhẹ vậy đó, ok, rồi. Thằng nối tiếp đó, là cái này là nối tiếp nè, nối tiếp đó. Xong rồi mình cắm vô đó. Rồi để nằm đây vị trí này là không được, để nguyên vậy ha. Rồi tiếp tục, tiếp tục thì mình cắt con đi chở này nè, các bạn thấy nè, đi chở này nè ha, đi chở này nè. Con điện trở này là con trở này nó lấy ra, nó lấy ra được điện 12V. À, được điện 12V chỗ này nè. Đó, nó sẽ qua cái con điện trở thứ nhất và điện trở thứ hai nó đi về cực G của con này nè. Đó, cực G con này bây giờ mình cắt nó ra. Cắt này ra. Cắt ra. Cắt ra này nha, cắt ra. Ra. Giờ bây giờ mình sẽ hàng cộng dây bên đây. Hàng cộng dây bên đầu điện trở bên đây. Rồi, rồi và hàng cộng dây đầu điện trở bên đây. Đó. Bởi vì cái con điện trở ở đây nó nối với đây là giống nhau ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng con biến trở ra ngoài. Dùng biến trở 50 kg đấu ra chân giữa, chân bìa, giữa với bìa nào cũng được hết ha. Chỉnh nó phần nữa nha, chỉnh phần nữa. Rồi ok, hàng vào. Vào nha, hàng vào chân qua đây, chân này nè, đó. Rồi bên này á, các bạn hàng vô đây,
Nhưng mà để khi các bạn vặn nguồn xuống quá đi thì nó sẽ không còn cái điện trở nữa, nó làm chết cái con này. Nên các bạn hãy gắn một con điện trở vô, điện trở khoảng 330 ohm, 330 ohm để cản lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy con điện trở đó các nha. Đây, rồi mình hàn chỗ này ha, mình hàn chỗ này, mình hàn cái chân chữa này nè đi xuống đây, à, và chân bia mình sẽ hàn vô đây. Thì dùng con điện trở 330 ohm này ha, 330 ohm nè. Bây giờ đấu song song lại nhau luôn, song song lại nhau luôn. Rồi. Đó, giờ mình hàn xuống đây. Đó, hàn xuống đây. Ok chưa? Hàn xuống cái chân điện trở này, còn bên này nè, mình sẽ hàn cộng dây vô. Bên này là hàn cộng dây vô. Đây, cộng dây vào. Ok, thế mình đã xong rồi các bạn. Mình đã có thể chỉnh chỉnh được rồi ha. Chỉnh được rồi đó. À, mình sẽ chỉnh tới trên lùi, mình chỉnh phân nửa nha, phân nửa. Rồi, mình sẽ đưa ra vào đây để mình có thể chỉnh được. Để chỉnh nắp cũng được ha. Nắp đây nè. Cái nắp này, khoan cái nắp đây để mình chỉnh. Cái nắp đây ha. Khoan đây đi. Hoặc là mình để ở dưới đít này cũng được nữa ha, để mình chỉnh cho dễ, chỗ nào cũng được hết á. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Trước khi đậy lại mình thử cho các bạn xem cái nguồn đó nha. Rồi mình sẽ cắm nguồn vào. Rồi mình sẽ cắm nguồn vào. Cắm nguồn lên nha. Mình sẽ đo. Để cái này phân nửa nha các bạn. Cái này phân nửa nha, phân nửa. Ok. Giờ sẽ cắm điện vào. Rồi, các bạn thấy không? Bạn quay không? Quay quá trời luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo coi điện áp bao nhiêu. Điện ra nè. Rồi 25V luôn nha các bạn, 25-26V luôn. Chỉnh xuống nè. Chỉnh lên luôn nè, xuống nè. Rồi xuống luôn. Xuống không còn vô nào luôn ha. Không còn vô nào luôn. Xuống không còn quên nào luôn, tại vì mình không có điện trở xả, có điện trở xả là nó sẽ lên hết luôn. Quạt vẫn quay nè các bạn, ủa quay nè, đó. Giờ mình sẽ lấy đồng hồ, à, đồng hồ kim mình chỉnh, ở đồng hồ điện tử mình chỉnh nha. À, kim này là đồng hồ kim nha, rồi mình chỉnh nè. Lên 50V đi ha. Rồi, chỉnh xuống lên nè, lên nè. 48V luôn nha các bạn, ghê không? Rồi như vậy thì mình sẽ lấy đồng hồ điện tử mình đo. Đây, hồ điện tử đây. Lúc này là nhiêu, có 5V nè, thấp nhất là 5V nè các bạn thấy không, 5V, 13V, 16V, 43V, 43V, maximum 43V luôn, 36V, và mình chỉ cho 24V, 24V là mình chỉnh, 25V là mình chỉnh bình nha, sạc bình, sạc bình. Rồi mình sẽ cho 12-13V. 13V. 13V rồi, 13V. Mình sẽ cho 13V. Đây, 13V.
13 volt đi sạc bình ắc quy, 13 volt rưỡi đi để sạc bình ắc quy. Đúng thời điểm nó sẽ ngắt nha các bạn. Đúng thời điểm nó sẽ ngắt luôn. Đó, đây là sạc rất là an toàn mà hiệu quả luôn. Các bạn tự làm nha. Tự làm cho mình một cái. Rồi bây giờ mình ráp vô. Rồi rút điện ra nha. Rút điện ra. Rồi mình ráp lại. Mình sẽ đục cái này nè. Cái này mình đưa để vô cái này ha. Các bạn có thể khoan trên này trên nào cũng được hết. Thì mỗi cục nguồn gì nào các bạn. Mỗi cục nguồn gì cục này riêng cục này nha. Cục này nó tới 700W, ở tới 400W thì cục này là mình bán cho các bạn với cái giá là như cái cục này là 280.000 á, 280.000 cục này. Còn cục lớn hơn thì nhiều tiền hơn. Có thể là 350, 400, 500 cũng có nữa, tùy theo loại. Nhưng cục này rẻ nhất á, là cũng khoảng 280. Rồi, để rồi đẩy ra. Thấy chưa? Rồi dặn ốc lại. Rồi mình sẽ để cái biến trở vô trong cái này nè. Đó. Mình sẽ chỉnh ngày ngắn mình để vào. Rồi, bắt ốc vào. Rồi thế thì mình đo volt ra coi bao nhiêu volt đây. Mình chỉnh cái mức volt của chúng ta đang xài là 27-34 volt này ha, chỉnh lại. Đây, chỉnh volt đang xài. Xuống. Rồi, cho nó là 13 qua đi ha. Ok. Được chưa? quá ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh xuống 5V. 5V nha. 5V. À, mình sẽ cấp cho cái led đó vừa tới giờ. Quá đẹp. Rồi, các bạn thấy không? Chùm led luôn. À, không sụt tải nha, không sụt tải, nó mua ok luôn. Rồi thêm một chùm nữa ha, thêm một chùm nữa. Thêm một chùm nữa. Ok, hai chùm led luôn. Phải đo coi nè. Có sụt tải không nha? Ok, không sụt tải ha. Làm buồn máy luôn ha. Có thể tăng giảm được đồng độ sáng lên luôn. Có nhiều cái bản hiệu mà chúng ta bị quá đát á, các bạn dùng ở bộ nguồn có thể chỉnh lên được ha. Rồi thì các bạn cứ cắm ra nguồn chỉnh 14V hoặc 13,5V, kẹp bình vô đó, cộng trừ nè, kẹp vô để sạc bình. Đây mình có rất là nhiều cái bình nha các bạn. Mình sẽ phục hồi nó cho các bạn xem từng video hết. Bình này là hư hết trơn rồi. Hư hết trơn rồi. Mình sẽ phục hồi lại cho các bạn. Rồi video kết thúc tại đây. Ví dụ như các bạn thấy video này hay và học hỏi được điều gì, hãy cho một like. Còn ví dụ như là các bạn chưa có hiểu được cái này gì thì hãy bình luận bên dưới, comment và kết bạn Zalo 0937576991. Hãy follow với mình nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tận tình. Thank you. Thank you for watching. Thank you so much.